sau khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm thì Chúa vẫn còn đây luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế. Khi đã vỡ ra thì Chúa mất thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục Ấn Độ chuyên về tu đức đã kể lại câu chuyện sau đây. Đức Giêsu than phiền rằng Ngài chưa hề được xem bóng đá lần nào. Chúng tôi liền đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước 1-0. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành gỡ hòa 1-1. Chúa Giêsu lại vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên thấy thế làm khó chịu về thái độ của Đức Giêsu. Ông ta đập mạnh vai Ngài và hỏi: "Ê, ông bạn ủng hộ bên nào thế?" Xem chừng như còn bị kích động bởi trận đấu, Đức Giêsu trả lời: "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu mà thôi." Người khán giả khó chịu về thái độ của Đức Giêsu, nay lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: "Hắn là một tên vô thần." Trên đường về nhà, chúng tôi chất vấn Đức Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài rằng: "Thưa Ngài, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người theo tôn giáo khác." Đức Giêsu gật đầu, tỏ vẻ ưng ý. Ngài nói: "Đó là tại sao ta không ủng hộ tôn giáo nào mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết rằng chính những người có tôn giáo đã đóng đinh ta trên thập tự." Quý vị và các bạn thân mến, tuy là một câu chuyện vui, nhưng nội dung của nó cũng nêu lên rằng chính thái độ cực đoan, thiếu ôn hòa trong việc bảo vệ đức tin tôn giáo của các tín đồ là nguyên nhân khiến cho những cuộc chiến tranh tôn giáo đã và đang xảy ra như một thực trạng đau buồn của nhân loại. Các tôn giáo chân chính đều khuyên con người ăn ngay, ở lành, răn dạy con người sống khoan dung, có lòng nhân ái đối với nhau. Tuy nhiên, vì quá tự hào về tôn giáo, quá hãnh diện về niềm tin và đấng mình tôn thờ, hoặc tệ hại hơn, người ta nhân danh Thượng Đế để triệt hạ, kích bác và loại trừ người khác. Rất nhiều người tôn giáo của chúng ta đã tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là đạo thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của đạo mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta đã biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Một linh mục dòng Phanxicô đã phải thốt lên: "Là Công giáo cao cả lắm sao?" Quả là cao cả vì chúng ta cũng đọc trong kinh nguyện rằng: "Chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con." Tuy nhiên, hãnh diện tuyên xưng đức tin
không buộc chúng ta phải xem thường và kích bác các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta xúc phạm và khủng bố người khác, thì chính là chúng ta đang làm tổn thương tới chính Chúa. Cái não trạng tự hào này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa đã bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Lạy Chúa, Ngài là đấng làm cho mọc trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Loài người chúng con là anh em với nhau vì Thiên Chúa là cha của mọi người. Xin cho chúng con biết trân quý và yêu thương những ai nhận biết và yêu mến Ngài cũng như những ai chối bỏ và thù ghét Ngài. Vì Kinh Thánh cũng khuyên rằng, hãy để bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể. Nhìn đường gian như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền lương trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi người chăm sóc cuộc đời, bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa phán thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nổi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa phán thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa phán thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề.